Hoàng Huy International, tự hào là đại lý duy nhất chính hãng xe đầu kéo Mỹ International tại Việt Nam. Hôm nay 26 tháng 3, tổ chức khai trương đại lý 3S đầu tiên tại miền Bắc, hứa hẹn nhiều thành công trong lĩnh vực kinh doanh vận tải. Myself from Navistar International USA will always be in Vietnam to completely check the entire vehicle before reaching the end users. We are also available to support our customers anywhere in the field with factory trained maintenance personnel and original spare parts directly from the factory. Lạp Đồng, Đô Hải Dương đã có mặt trong buổi khai trương và nhận chứng nhận đại lý 3S của Hồng Anh Hải Dương. Xin kính thưa ngài Edward, trưởng đại diện của International tại châu Á Thái Bình Dương. Kính thưa ông Salet, giám đốc phụ tùng khu vực Việt Nam, Trung Đông và Bắc Phi. Kính thưa ông Nguyễn Duy Thuận, giám đốc phát triển thị trường của tập đoàn Hồng Anh International. Thay mặt châu Tô Hồng Anh, tôi xin chân thành cảm ơn ban lãnh đạo tập đoàn Hoàng Huy đã tin tưởng vào năng lực hoạt động của ô tô Hồng Anh và trao cho ô tô Hồng Anh được làm đại lý chính thức tại Hải Dương. Rất mong sự hợp tác kinh doanh giữa Hoàng Huy International và Hồng Anh luôn thắng lợi và thành công. Kính thưa các quý vị đại biểu, tên tôi là Phạm Văn Toàn, đại diện cho công ty vận tải Toàn Hằng. Vừa qua tôi có mua nâng đầu kéo của Mỹ do ô tô Hồng Anh cung cấp. Tôi thấy xe có hình thức, mẫu mã đẹp, chất lượng tốt, máy khỏe, tiết kiệm nguyên liệu, chạy an toàn, giá cả phù hợp, hợp lý. Chào tất cả quý vị. Hôm nay 26 tháng 3, chúng tôi Hoàng Huy International tại Hải Dương. Hôm nay chúng tôi tổ chức lễ trao tặng và chứng nhận đại lý Hồng Anh 3S tại Hải Dương. Và hôm nay có rất nhiều các khách hàng sẽ đến tham dự ngày hôm nay. Và chúng tôi muốn phỏng vấn xem những khách hàng đó ghi nhận gì về với sản phẩm đầu kéo Mỹ International. Xin chào anh. Vâng. Tôi là bên đại diện của bên Hoàng Huy International và chúng tôi đang phân phối các sản phẩm đầu kéo tại Việt Nam. Hôm nay là ngày khai trương của đại lý 3S Hồng Anh tại Hải Dương, cũng là đại lý đầu tiên của International Việt Nam tại Hải Dương. Tôi xin hỏi anh một chút là anh đang đi xem xe hay là anh đang có nhu cầu mua xe? Báo cáo anh là tôi thì là công ty vận tải Toàn Hằng.
Thế cái, trước kia là chúng tôi là sử dụng rất nhiều xe của Trung Quốc. Thế từ ngày mà khi mà cái công ty ô tô Hùng Anh làm đại diện 3S của hãng Itec, chúng tôi có cái ra đầu tiên và cũng xem xe. Thì hiện tại công ty tôi là mua 5 cái rồi. Nhưng đưa vào hoạt động thì thấy nó rất là hiệu quả. Cái thứ nhất là cái mẫu mã đẹp. Cái thứ hai nữa là cái chất lượng về xe. Và cái thứ ba nữa là nó nguyên liệu nó ăn ít hơn. Và cái thứ tư nữa là đạt hiệu quả rất là tốt. Thế sau khi làm cái chương trình xe Mỹ này thì chúng tôi thấy cảm thấy là cái thu nhập và cái chi phí là không có, cái thu nhập thì lại cao lên. Thế tôi rất hài lòng yên tâm về hài lòng cái sản phẩm của xe Mỹ Intec này. Và trong tương lai là chúng tôi sẽ mua nhiều và mua nhiều nữa, không phải 5, 10 hay là 20 cái, mà chúng tôi tiến tới là 5, 60 cái.